Cách để nói lời yêu bằng tiếng Hàn. Cách đơn giản nhất để nói anh yêu em trong tiếng Hàn hoặc em yêu anh, tôi yêu bạn, vân vân. Vì tiếng Hàn không có nhiều đại từ nhân xưng như tiếng Việt là sarahae. Nhưng có một vài cách biểu đạt khác mà bạn cũng có thể sử dụng để truyền tải tình cảm của mình. Dưới đây là một số câu nói mà bạn nên biết. 1. Phương pháp 1. Các cách trực tiếp để nói anh yêu em. 1. Nói sarahae hoặc saraheyo hoặc sarahamita. Sử dụng câu này để nói anh yêu em trong tiếng Hàn. Cách nói câu này là saraheyo. Sử dụng bản chữ cái Hangul, sarahae được viết là sarahae và saraheyo được viết là saraheyo. Sarahae là cách khá tự nhiên để nói anh yêu em. Saraheyo là cách nói trang trọng để thể hiện cùng cảm xúc. Và sarahamita là cách nói lịch sự nhất. 2. Nói negajua. Sử dụng câu này để nói anh thích em từ nghĩa lãng mạn. Cách nói câu này là negajua. Để viết câu này bằng chữ cái Hangul, hãy viết negajua. Câu trên có nghĩa là anh thích em. Cách biểu đạt này sẽ chỉ được sử dụng trong lối nói không trịnh trọng và ngữ cảnh lãng mạn. 3. Để trang trọng hơn hãy nói danshin-i chowayo. Câu này cũng nên được sử dụng để nói anh thích em theo nghĩa lãng mạn. Cách nói câu này là danshin-i chowayo. Câu này sẽ được viết bằng chữ cái Hangul như sau. Danshin-i chowayo. Câu trên cũng có nghĩa anh thích em. Cụ thể, câu này sẽ thể hiện mức độ tôn trọng hoặc trang trọng hơn. Bạn sẽ chỉ sử dụng câu nói đó trong ngữ cảnh lãng mạn. Phương pháp 2. Những cách nói khác thể hiện tình yêu. 1. Khẳng định như sau. Dancing opsi mosarayo. Đây là cách nói trang trọng, thể hiện rằng bạn rất muốn có người nghe trong cuộc đời mình. Cách nói câu này là dancing opsi mosarayo. Khi dịch tương đối sát nghĩa, câu này có thể được hiểu là anh không thể sống thiếu em. Bằng chữ cái Hangul, câu này sẽ được viết là dancing opsi mosarayo. Cách nói tự nhiên hơn để nói câu này là naopsi mosara. 2. Hãy để một người đặc biệt biết rằng no bakke opso. Sử dụng câu này để nói rằng anh ấy hoặc cô ấy là độc nhất vô nhị. Câu này được nói là no bakke opso. Bản dịch thô câu này sẽ là không có ai như em cả. Để viết câu này bằng bản chữ cái Hangul, hãy viết no bakke opso. Một cách trang trọng hơn để thể hiện cảm nghĩ tương tự sẽ là dancing bakke opso. 3. Nói một cách chắc chắn rằng gachi ikgoshipo. Câu nói đơn giản này sẽ khiến người kia biết rằng bạn muốn xây dựng mối quan hệ tình cảm với anh ấy hoặc cô ấy. Cách nói câu này là gachi ikgoshipo. Khi dịch một cách tương đối sát nghĩa, câu này được hiểu là anh muốn ở bên em. Câu này được viết bằng bản chữ cái Hangul như sau. Gachi ikgoshipo. Để câu nói này trang trọng hơn, hãy nói gachi ikgoshipo yo. 4. Rủ ai đó hẹn hò cùng mình bằng câu naranja wile. Đây là câu hỏi chuẩn cần sử dụng khi bạn muốn hẹn hò thường xuyên với ai đó. Cách nói câu này là naranja wile. Dịch một cách sát nghĩa câu này là em có muốn hẹn hò với anh không? Viết câu này bằng chữ Hangul như sau. Naranja wile. Nếu bạn muốn hỏi câu này một cách trang trọng hơn, hãy nói churansa wileyo. 5. Cầu hôn bằng câu naranki hon hechule. Nếu mối quan hệ đã đủ nghiêm túc và bạn muốn ngỏ lời, đây chính là câu mà bạn cần hỏi. Cách nói câu này là narankyo hechule. Câu này được dịch thô là em muốn lấy anh không? Viết câu bằng bản chữ cái Hangul như sau. Naranki hon hechule. Một cách trang trọng hơn để ngỏ lời là choran kehun he chureyo. 3. Phương pháp 3. Những câu liên quan khác. 1. Nói với người đó là bogo sipoyo. Bạn sẽ sử dụng câu này để nói rằng mình nhớ anh ấy hoặc cô ấy. Cách nói câu này là bogo sipoyo. Một cách trực tiếp để dịch câu này là anh muốn gặp em. Cách viết câu này bằng bản chữ cái Hangul là boko sipoyo. Cách nói tự nhiên hơn để truyền tải cảm xúc tương tự là bỏ phần vô hoặc vô ở cuối câu. 2. Hãy để một cô gái biết rằng arum dawa.
Đây là cách tuyệt vời để khen một cô gái hoặc một người phụ nữ mà bạn cảm mến. Cách nói câu này là Arundhawa, nghĩa thô của câu là em rất đẹp. Để viết câu này bằng bảng chữ cái Hangul, hãy viết Arundhawa. 3. Hãy để một chàng trai biết rằng Non chang se kin koya. Đây là cách tuyệt vời để khen một chàng trai mà bạn cảm mến. Cách nói câu này là Ne chang sen kin koya. Câu này được dịch thô là anh thật đẹp trai. Câu nói này sẽ được viết bằng bảng chữ cái Hangul như sau. Ne chang sen kin koya. 4. Hãy trêu đùa Chuo anochu. Bạn nên sử dụng câu này khi muốn ôm người mình yêu. Câu này được nói là Chuo anochu. Dịch một cách tương đối sát nghĩa câu này là rác quá ôm anh đi. Chuo nghĩa là rác quá, anochu nghĩa là ôm anh đi. Cách viết bằng bảng chữ Hangul của câu này là Chuo anochu. 5. Giữ ai đó bên mình bằng câu Naran gachieso. Câu nói này nên được sử dụng khi bạn muốn ngăn ai đó về nhà hoặc rời đi sau một buổi tối lãng mạn. Khi dịch tương đối sát nghĩa, câu này được hiểu là hãy ở lại bên anh. Cách viết sử dụng chữ cái Hangul của câu này là Naran gachieso.